Rồi ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Tourist World Medieval 2 tiếp ha. Rồi thì xin lỗi các bạn là gần nhà mình hiện giờ người ta đang làm đường cho nên là đôi khi nó ồn xíu thì thông cảm cho mình nhé. Tại mình ngồi ở phòng khách cho nên là mình không thể có cái không gian nó riêng tư được. Rồi, thì có bạn nói là muốn xem đánh batter thì ok, có batter ngay đây. Nói chung là cái nào mình đáp ứng được thì mình sẽ đáp ứng. Có bạn thì nói là mình muốn coi mình chơi xích ly, có bạn thì nói là muốn coi mình chơi Đức Đế Quốc La Mã thần thánh đó. Rồi thì ok mình đáp ứng hết chứ, nhưng mà cái như mình đã nói rồi, cái nào đáp ứng được là mình sẽ đáp ứng. Bữa nay thì mình sẽ chơi quân Đan Mạch nhưng mà mình sẽ không dùng quân Viking, mình không dùng cái lực lượng chuyên đánh cận chiến mà mình sẽ dùng cái lực lượng chuyên thủ của quân Viking các bạn nhé. Nói chung đây là cái mình sẽ dùng những cái quân đặc chủng thôi. Rồi kỵ binh thì mình để ra một khoảng đây, rồi mình tính kỵ binh mình dùng để móc thôi. Rồi pháo thì dùng quay đầu lại để nó chạy cho nó lẹ. Rồi ok, lần này mình sẽ đánh quân Ba Lan ha. Nói chung là tại vì trong mình đánh quân Đức nhiều rồi, giờ mình sẽ đánh với quân Ba Lan cho các bạn coi. Rồi các bạn cũng biết chiến thuật của mình rồi, đừng hỏi sao mình chơi vậy nha. Chiến thuật của mình các bạn từ đó đến giờ mình chơi toàn thủ gốc không. Rồi vậy là xong. Rồi ok, quay cho lại quân Ba Lan là toàn kỵ binh nha các bạn. Quân Ba Lan là chuyên về kỵ binh, thành ra là mình làm như vậy nè thì mình để mình cho các bạn thấy là cách để mà mình dừng ngay cả khi đánh ở trên đất trống và mình không có nhiều cái đơn vị kỵ binh thì mình vẫn có cách thủ. Vấn đề là các bạn đừng có quan tâm cái diện binh nhục ở đây. Chiến tranh là không có dinh với nhục, chỉ có thắng với thua thôi. Đừng có nói là chơi thủ gốc là xấu là gì hết trơn á, cứ chiến thuật nào hiệu quả thì chúng ta dùng. Còn tất nhiên là các bạn không thích cái kiểu đánh này thì mời các bạn xem video của người khác thôi, chứ mình cũng không có cách nào khác được. Mình có mỗi một cái bài này là sở trường à, với lại một cái bài khi thủ thành đó là đánh bọc hậu thôi, chứ giờ trên đây dưới búa thôi. Chứ giờ các bạn muốn mình đánh như anh Tài cũng thực sự cũng khó, mình cũng chuyên phải là người chuyên dùng cái đội hình hộp rỗng nữa. Rồi ok, tướng đứng về là an toàn rồi. Mấy thằng này, mấy thằng cung thì đứng đây. Cung thì thường nó đứng cho rải ra, nhưng mà trong trường hợp này mình phải cho nó đứng kiểu là đứng cái này nó bố trí như vậy nhiều khi hơi khó quay pháo qua để bắn nữa, khổ thiệt. Nó phải tương đối rộng một chút. À đây được rồi. À, thấy quân địch rồi đó. Pháo này mình đang để cho bắn đạn đá nhưng mà mình nghe chuyển qua bắn đạn lửa đi. Đơn vị nào đang lên? À mấy thằng cung lên trước. Thôi mấy thằng cung mà đi xa vậy thì kỵ binh đâu ủi nó cho anh. Nó điên về pháo bắn khó trúng lắm mà nó hơi khoan dùng pháo. Rồi, khoan ngưng bắn ngay. Pháo bản Mio 2 này nó bắn tào lao lắm, quầy bay bắn cũng không ngon lắm, từ Attila đi Rome 2 đi pháo bắn mới ngon. Không, Rome 2 cũng không ngon nữa, nó từ Attila đi pháo mới làm việc tốt được. Trong Shogun 2 thì mình không nói nha các bạn. Tại vì đơn giản Shogun 2 pháo đó là pháo hiện đại, bắn phải chuẩn rồi, cái đó không nói. Mấy hàng cung thủ này là thật ra là kỵ binh xuống ngựa đó các bạn. Như là xạ kỵ mà xuống ngựa, nói chung là tác chiến quân Ba Lan cũng đa phần kỵ binh, nhưng mà bộ binh của nó cũng là phần lớn là kỵ binh xuống ngựa thôi, thì nó chưa nó không có những cái đơn vị bộ bộ binh thuần túy, cũng có nhưng mà ít. Nói chung là nó Nga sao thì nó cũng gần tựa giống vậy, chỉ khác một cái là thằng Nga thì nó bộ binh nó không mạnh lắm, còn nó thuần chính thống giáo. Còn Ba Lan á, thì nó có phần nó nghiêng thiên chúa giáo, nó phát triển hơn xíu rồi thành ra bộ binh nó nhiều hơn nhưng nó ít kỵ binh lại. Nhưng là mỗi phái có cái hay riêng. Thằng Đan Mạch này thì nó không chuyên về kỵ binh. Rồi lui về được rồi, mình quýnh thì không lại kỵ binh Ba Lan đâu, tại cận mình là cận kỵ nữa. Kỵ binh nó là có thương, nó là sóc kỵ. Mấy thằng này là Boliscor, Ba Lan, kỵ binh Ba Lan là nó mạnh lắm ấy, không đùa đâu các bạn. Kỵ binh Ba Lan là xịn lắm á. Chưa kể là trận này là quân đánh cho kỵ binh Ba Lan mình toàn mấy thằng Huskor thôi á. Mấy thằng mà bên thời qua thời cận đại là nó có cái Long Vũ á nha các bạn, còn kỵ binh này hiện tại là chưa có Long Vũ.
nguyên nhân hay bối cảnh của game thì hiện giờ đang là thời kỳ trung cổ, mấy thằng old school này nó chưa có như cái thời cận đại được. Ở trời bắn đi đâu vậy mấy thằng điên? Bắn như vậy thì trúng quân mình đấy, trời ơi. Bản này thì nó cái thế trận này chật quá, không cho kỵ binh luồn vô được. Mọi luôn lấn vô luôn. Thằng này thì chết chịu chết rồi, không cứu được nó. Ráng giữ lại được đội kỵ binh, lát nữa mình còn đi lùa chứ gì trơn á. Thôi à, chạy được rồi. Hay quá. À không phải cái này là quân địch. Rồi kỵ binh nó mà nhào vô mấy cái tường khiên của cái lâu phải tường giáo của mình là nó dở rồi. Hồi nãy mình liều mạng lên đánh lính cung á là tại vì mấy cái thằng này nó không có khiên thôi. Chơi chứ các bạn coi mình chơi Attila nhiều đó, các bạn sẽ thấy là tại vì lính đa phần là sẽ có khiên, cho nên đó là cái chiến thủ gốc này mình không có sợ lính tầm xa. Nhưng mà chơi cái bản này mấy thằng này á là nó dựng cái đội Spearwar lên là nó sẽ không có khiên. Chơi Sơn Anh 2 cái gì nữa, thành ra là bắt buộc là phải có loại cung thủ đối phương trước, còn không là mình chết chắc luôn. Mấy con pháo này là ép đối phương phải tấn công thôi chứ cũng không phải là vai trò gì quan trọng lắm. Không có pháo cũng được nhưng mà nên có để mà ép đối phương phải tấn công. Bây giờ nó còn một đội cung thủ nữa. Đây, pháo bây giờ mới là lúc chúng ta cần pháo rồi nè. Đấy, pháo là như mình đã nói, nó ép đối phương phải tấn công và dùng để tấn công lính xạ kích của đối phương. Mặc dù trong trường hợp này thì đánh có lẽ là không hiệu quả lắm. Tướng cho đứng sau như này, đừng cho tướng đứng giữa dễ chết. Rồi cho mấy thằng kỵ binh vòng qua đây đi. Lên kia mình móc mấy thằng cung của nó. Pháo này bắn không chuẩn gì hết, chỉ có dọa đối phương là hay thôi. Mấy thằng này nó là lính, nó là vừa là lính kiếm mà vừa là lính thương nha các bạn. Tại nó giống như là nó gắn cái lưỡi kiếm lên cái cây thương á, thành ra là nó quýnh cận chiến cũng xịn, mà nó đánh tầm nó đánh kỵ binh cũng ngon. Nói chung là nó có chống kỵ mà nó có đánh bộ binh luôn. Tuy là không chiên nhiều mảng nào nhưng mà được cả hai, nó giống mấy thằng cầm Naginata ở bên Sơn 2 á, chung là cũng chất lắm. Mấy con cung thủ nó chưa chạy nè, tại mấy con cung thủ xịn mà thôi, cung nông dân đâu. Cung nông dân thì nó chạy nãy giờ, nhưng mà cung này là cung xịn. Nó cũng là xạ kỵ đấy, nhưng mà tại vì mình bỏ nó bỏ ngựa ra thôi, cho đỡ tốn tiền nuôi. Thấy không nè? Kỵ binh người Lithuanian, cái thằng này là phải qua bản Teronic mới biết nó là phe nào. Còn đây mình chưa nói được tại vì trong cái phần này nó là coi như nó là một phần của Ba Lan luôn. Mấy thằng nông dân. Nó phá được đội hình của mình là phải có lính xạ kích nhiều, hoặc là phải có pháo binh mạnh ép mình tấn công mới được. Chứ còn mà chơi mà kiểu kỵ binh màu màu vô kiểu này thì kỵ binh có sốc mạnh tới đâu cũng không phá được đội hình của mình. Cùng lắm là loại được kỵ binh của mình thôi. Còn mình cứ cho quân đứng vậy là mình thắng hết. Cú bắn tạc sườn này tuy là độ chính xác thấm nhưng mà bắn trúng là rất là thấm nha các bạn. Tại vì hầu như nó cái vị trí đó cũng tính là không có đỡ được. Đối phương của mình đang không dám xông lên các bạn. Ủa mà tướng đối phương đâu rồi ta? Nãy giờ tướng đối phương là chưa chết nha. Cháy te tua luôn. Chà. Trời bắn kém chuẩn quá. Pháo này là cái thằng pháo xịn nhất ở trong cái đám pháo cơ học mà các bạn thấy không? Nó bắn không chuẩn, thành ra là mình không muốn dùng pháo cơ học và tại như vậy á. Mình là mình cứ thà mình xài pháo kia thôi. Pháo bắn đạn ra, pháo súng á, bắn nó chuẩn hơn. Dù là phải mãi đến giai đoạn sau mới có. Đi là phải đầu tư nhiều nữa mới có pháo xịn, còn ví dụ như thằng này thì chúng ta chỉ có pháo của nó là này ngay từ đầu chúng ta đã có rồi. Mà nâng cấp 3 lần hay là có pháo mát để xài luôn. Trong đây là kỳ trung cổ thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều pháo binh được các bạn. Nó chưa có phát triển mấy. À, cung binh mình bắn đau ghê chứ, mặc dù Viking là không chuyên về cung.
Nhưng mà bây giờ đến giai đoạn này Viking có cung tốt kìa, chứ bên Attila cung của Viking tào lao, chỉ có ném lao là giỏi. Dân Viking là ném rau phóng rìu thì khỏi nói rồi. Rồi ok, te tua không xông lên thì chỉ có chết, mình tỉa dần, tên mình còn nhiều lắm. Mà công nhận nó lì cái chứ quýnh vậy mà nó không chạy, hình như do tướng nó còn. À thôi nó cũng chạy rồi. Ok lần rồi ha, mình mất có 169 lính, đối phương mất tới 588 lính. Mình bị nó bắt 13 đứa làm tù binh nhưng mà nó phải thả thì nó thua. Mình bắt được 86 thằng, tính ra là mình cũng nó chịu trả tiền chuộc, mình lấy được khá nhiều ấy. Rồi thôi bây giờ vô chiến dịch nào, năm 1238 sau công nguyên. Rồi ok, giữa thế kỷ gần giữa thế kỷ 13 rồi các bạn. Ây da. Rồi tập trước mình ngưng ở đâu ta? À rồi ok, mình đang có chiến tranh với cả ba nước. Bị ba thằng này nó kẹp và mình vẫn đang phát triển, chứ trong khi đó là chẳng qua là giờ giáo hoàng đã làm khó mình thôi, chứ mấy kia là hầu như không có vấn đề gì. Để coi này, giáo hoàng yêu cầu là mình ngưng chiến với lại Ba Lan trong 3 lượt, Pháp thì 5 lượt. Và mình phải chê coi, tụi quý tộc thì nó muốn mình nó chú muốn mình chiếm cái tỉnh này á. Ok, từ từ anh chiếm để cho hết lệnh của giáo hoàng đã. Rồi cho thằng này quanh về gì đâu. Chỗ này chưa có nhà thờ xịn, chưa có nâng cấp được. Rồi xong, chỗ này chuyên đào tạo điệp viên thì cứ gửi điệp viên đi khắp chốn thôi. Chỗ này thì rõ Bắc Âu mà sao bị dịch hạch sớm thế nhỉ? Dịch hạch thì nó lây từ phương Đông qua, hay đúng lý thì nó phải Marienburg rồi. À, có số súng rồi nè các bạn. Để cái điệp viên ở đây thì cũng không hay lắm. Rồi xong. Rồi vô là xong chuyện liền, gì đâu. Rồi rồi chúng ta xây nhà thờ lên cho giáo hoàng vui nào, có cái gì đâu. Ở đây thì xây cái thương cảng, xây cái nhà thờ lên trước đi. Rồi đây sửa tàu, mua thêm chiếc nữa là xong. Đây thì chạy vô. Ở đây đã có hai tướng rồi à, vậy thôi cho tướng này đi vậy. Rồi nâng cấp cái lò rèn lên tiếp, ở đây từ từ đã. Đang đánh mà phải ngưng chiến, thành ra là mình mới nghèo giống vậy. Rồi đây chúng ta nâng cấp cái nhà này lên. Chúng ta chưa tích được tiền các bạn à, nghèo quá. Đây, nâng cấp đồ lên. Đợi hết lượt rồi tính. Giờ chúng ta cần quân. Cho thằng này về nó lấy quân bớt để đi chiến đấu nè. Ba Lan là Đức, chắc phải đánh Đức trước để coi ai hết lực trước. Ba Lan hết trước hay về đập Ba Lan gì đâu. Dễ mà. Chẳng qua là giờ mình đang chi tiêu vô quân đội nhiều quá mình mới nghèo thôi. Thì đó, mình cứ các bạn cứ xây dựng theo cái cách của mình thì đảm bảo là các bạn sẽ phát triển tương đối ổn định. Nói chung bạn nào mà đánh speedrun thì cách chơi của mình không hiệu quả, nhưng mà bạn nào mà chơi theo cái kiểu mà phát triển kinh tế á, phát chơi đánh từ từ á, không giới là không hay mà đánh chiến dài á, thì có thể chơi theo cách của mình. Thì mình phân tích rồi, nhưng mà cách phân tích của mình thì mình nói rồi nha, nó chỉ có phù hợp với cái lối của người mà chuyên phát triển kinh tế thôi. Rồi xong. Ôi mà khoan đã, nếu nó vây cản của mình tức là nó vi phạm lệnh của giáo hoàng rồi. Sư giáo hoàng không phạt nó, nghĩa là chắc giáo hoàng ở đúng mình, thằng này nó đang thân giáo hoàng. Giáo hoàng là người của nó mà. Rồi chỗ này xong rồi. Ok. Nói chung là khi xong dịch hạch rồi chúng ta ghép quân lại, là chúng ta hẳn hồi quân. Rồi xong cho điệp viên vô đây nữa là xong. Chỗ này ok.
Ở đây thì khoan đã, thanh niên này về tờ thủ đô đi. Đây không vấn đề gì, nói chung là có những lúc chúng ta phải đầu tư ào ạt, có hình ra là chúng ta thiếu tiền thôi. Chỗ này bà đặt loạn hả? Đâu có dễ thế. Rồi đây, từ từ xây lên rồi sẽ có hết mà. Đợi lượt nó là xong. À mà không, nghĩ kỹ lại thì đi chiến đấu cho tôi. Nói chung là đem quân ở đây đi thì được, đem 4 thằng lính này xuống. Ở đây mình mua lại 3 lính. Lát 4 đó thì mình cho nó vô đây rồi để mình lấy lính mình đi. Lấy coi ở đây thì giữ nguyên quân cũng được. Ở đây mình lấy mấy thằng không phải của thành thị đi nè. Lượt nữa là mình đập Ba Lan được rồi. Xử luôn thằng Pháp. Chỗ này nó đất của mình mà mình đâu có sợ. Khỏi cần khóa cảng, mình mới có một hạm đội thôi. Nuôi hải quân phải nó rất hao luôn, 200 đồng một chiếc. Gấp đôi bộ binh luôn các bạn. Rồi ok, mình quậy thằng Pháp. Đông La Mã nữa. Rồi muốn à đây bây giờ mới chịu nè các bạn thấy không? Đây. Ok cho luôn 2000. Có map để nhìn thì tốt rồi. Bản đồ cái giai đoạn này là rẻ đấy. Ai cập tới luôn hả? Rồi ok, anh này trả tham gia thực tự chinh cho nên là chúng ta cứ làm bạn với Ai Cập thôi các bạn. Để coi. Rồi chúng ta quậy Paris tiếp nào. Đấy, vậy chúng ta không cho đối phương nó có cơ hội nó dồn lực lượng nó đánh chúng ta. Rồi, Giáo Hoàng vẫn tuột với mình nhưng mà giới Đức thì tuột nhiều hơn, Ba Lan cũng bị tuột. Nói chung là Giáo Hoàng thì thường không có thích tín đồ của mình phải đổ máu, hay là ít nhất là đổ máu, là đây là đổ máu mà chắc cùng những người cùng theo đạo đánh lẫn nhau ấy. Chứ mà đánh cái quốc gia theo tôn giáo khác thì Giáo Hoàng ủng hộ hai tay ngay. Cái đó thì còn cái gì lạ gì nữa đâu. Rồi đây. Rồi ok, chúng ta xây tới cái này. Để có gì còn tự chủ về điệp viên. À chỗ này thì mấy lính giáp bạc thôi. Cũng sao hết lượt chưa? Rồi về với Pháp với là đồ thôi đúng không? Rồi ok. Tấn Ba Lan được rồi. Vô. Đánh luôn không nói nhiều. Muốn đánh đêm. Đó các bạn thấy chưa? Cái tướng giỏi đó, nó được lợi nhiều cái lắm. Thành này thì thử tha cho nó coi được không? À tha được, tha được. Mình với nó cùng tôn giáo thì dễ nói chuyện, dễ tha hơn. Nhưng mà nó cũng dễ bị kích động hơn mình đi, nhưng mà tạm thời mình sẽ không đi đâu được hết tại do là nó sẽ làm loạn. Với lại nó không có cái điểm fear các bạn không, mà nó còn có thêm cái điểm unrest nó chống đối này nữa nè. Rồi ok, cũng được đất tốt. Đây, nâng cái lò rèn lên. Chúng ta gọi một linh mục ra luôn. Chúng ta lấy gần hết tiền của Ba Lan rồi. Đây gọi hai lính ra, chúng ta lấy mấy thằng Viking rồi đi nào. Thanh niên này thì cho về đây sửa tàu. Đây cũng có một chiếc bị hư chứ mấy. Giờ nuôi 4 chiếc thôi, không có tiền để nuôi nhiều. Mình đánh Ba Lan vậy chắc Nga thích mình lắm. Dù là kẻ thù là bạn thôi các bạn. Chúng ta không thể nào làm bạn với tất cả được. Có buộc chúng ta phải là thân với một phe nào đó thì chúng ta chống đối một cái phe nào đó thôi. Đức thì te tua rồi. Đức mình đập là nó chết thôi. Nhưng mà từ từ mình chiếm mấy cái thành thị trước cho mấy cái lâu đài này nó chết đói luôn. Nó không phát triển được, mình đánh từ từ. Ở đây có cái thành lớn thế nha. Ý mà không diệt được Đức ở đây là hơi dở nha. Chỗ này là sân nhà của Ý.
Ok, lượt này tới đây thì coi như xong. Pháp là đuổi gián điệp của mình ra nữa. Tây Ban Nha chưa dám đặt giao thương gì với mình đâu. Không mà đúng là từ Tây Ban Nha nó qua đây nó phải qua Pháp, thành ra Pháp có thể sẽ chặn tàu của nó chưa dám đặt giao thương với mình. Cái eo biển Măng Sơ rất là chắn, nó rất là chiến lược. Rồi ok, xin có nhiêu đó tiền có gì đâu, coi như chúc anh Phúc Dư Đông Hải thọ tỷ năm sớm, cho em xin cái bản đồ. Gì đây, lại đình chiến với Ba Lan à? Ok, mà cái này nó đang vây thành của mình nha, cho nên là mình được quyền đánh trả. Đánh, nói chung là nó vây thành của mình thì mình được quyền đánh trả. Rồi xong, hồi quân thôi. Rồi chúng ta xây cái chợ ở đây, chỗ này Thụy Điển thì ok, Stockholm ok, chỗ này thì ok, không vấn đề gì. Thủ đô của mình khó bị đánh lắm, trừ khi nó đổ bộ thôi, mà tàu của mình ở đây rồi muốn đổ bộ khó lắm. Dùng biển này mình kiểm soát mà, khóa cảng mình mà dễ. Rồi ok, chúng ta sửa cái tàu này lại nào. Rồi chúng ta từ từ nha, khi nào có dịch hạch rồi hẳn nâng cấp ruộng, trừ khi cái vùng đó dân nó tăng quá chậm thôi. Các bạn nói là mình cần phân tích cho các bạn nghe điểm này đúng không? Thì đó, nói chung là các bạn cần lưu ý những cái điểm này khi mà các bạn phát triển, tại vì nếu mà chúng ta xây ruộng sớm quá dân nó tăng nhanh á, chúng ta không kịp phát triển cơ sở hạ tầng là nó sập kinh tế luôn. Hạ tầng mà không phát triển kịp rất nguy hiểm các bạn có học cái bên phát triển đô thị á, cái đó bạn sẽ biết. Tại nói chung là chơi Tuần Qua nó đòi hỏi chúng ta có cái kiến thức nó tổng quát nó rất là nhiều thứ, thành ra là khó mà chỉ các bạn hết được lắm, tại cái này nó đòi hỏi kiến thức bao quát mà. Mình thì chẳng qua là mình cũng là cái người học chuyên như cái mảng này, thành ra là mình giỏi thôi, chứ cũng mình cũng không hơn gì ai đâu. Rồi ok, mình đã có một đạo quân hùng mạnh rồi. À quên quên quên, phải lấy quân ở đây đi nữa, lấy thêm quân ở đây. Chỗ này thì tạm ổn, ở đây thì xử cái thằng dị giáo này cho anh. Giỡn với Viking mà được. Ây da. Rồi ok, tạm thời hồi quân có được không? Chưa được, chưa được. Dân chỗ này nó chưa phục, chỉ là công trình không bị hư hại thôi, nhưng mà nó chưa phục chính quyền mới các bạn. Rồi để coi mình với Đức sắp xong chưa. À không có gì gì với Đức à. À vậy mình đập Đức khóc luôn. Thành này mới chiếm thành ra là khá là ngon, chỉ là mình phải nâng cấp cái lò rèn lên trước. Nói chung là các bạn để ý, chúng ta chỉ cần giáp vàng thôi các bạn, nói chung là không cần phải giáp thiệt xịn. Các bạn chỉ thấy là mình nâng cấp cái lò rèn 3 lần thôi, thì cái đó nó sẽ rất có lợi cho các bạn khi mà các bạn cần phát triển. Rồi mình không tham gia thường tự chinh thì giáo hoàng sẽ đích thân vua của mình phải tham gia thường tự chinh luôn, nếu như không là mình sẽ bị khai trừ giáo tịch rồi. À, giáo Jerusalem thì anh đi mình đi, anh cứ khai trừ giáo tịch của em đi, em khổ quá rồi. Nghĩ sao kia em đi qua Jerusalem, đất em tận Bắc Âu, ai rảnh rảnh thì kêu mấy thằng Hungary rồi nó đi, chứ em thì không đi làm gì, không có lợi thì không đi các bạn. À quên, mình đang không được cự nữ với thằng Ba Lan. Ba Lan thì nó đánh thua mình trên biển là chuyện bình thường, tại nó cũng không phải là cái dân chuyên đi biển. Thành ra một trong những cái dở của Liên Xô ngày xưa, khi mà cái chính sách phát triển cái nước của khối Liên Xô, khối cộng đồng cái tự do kinh tế, là giao cho Ba Lan cái nhiệm vụ đó là đóng tàu, đó là một cái nhiệm vụ rất sai, tại nó không phải là cái sở trường của Ba Lan. Nói chung là cái Warsaw với lại mấy cái cộng đồng tự do kinh tế là nó cũng có nhiều cái bất cập lắm. Thành ra cái sự sụp đổ của Liên Xô là nó kéo những cái đó sập theo là cũng dễ hiểu thôi. Các nước đông, cái lãnh tụ các nước Đông Âu nhìn chung cũng dần dần mất đi uy tín đó, là vậy. Mình thì luôn luôn biết ơn nhân dân Nga cũng như là nhân dân Liên Xô vì đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong những cái cuộc trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử. Nhưng mà về cơ bản thì mình cũng sẽ không che cho những cái sai lầm về mặt chiến lược của họ đâu.
mình sẽ nhìn nhận cái sự thật lịch sử một cách khách quan, là tại vì rõ ràng là họ đã thất bại. Tại vì Liên Xô đã sụp đổ rồi các bạn, và cái sự sụp đổ đó là hoàn toàn phù hợp với tiến trình của lịch sử. Bởi vì cái mô hình của họ đưa ra là không có phù hợp, và nó cái đầu tư trợ kinh tế đó là nó nghiêng về cái phần hàng hóa chứ nó không có nghiêng về cái vấn đề tiền tệ, dẫn đến là nó không có cái giá trị, nó không mang tính chất ổn định, mà đôi khi là nó định giá hàng hóa không đúng nữa. Giao nhiệm vụ thì không có phù hợp với năng lực của cái đối tượng được giao, thành ra là nó bất cập nhiều cái lắm. Liên Xô nếu bây giờ tồn tại đến ngày hôm nay thì chắc chắn phải dùng trên một cái mô hình khác, nhưng mà không phải là dùng cái mô hình như mà của Liên Xô thời mà chúng ta biết về nó được. Cái mô hình nó chỉ phù hợp với thời chiến thôi, nhưng mà có lẽ thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu Liên Xô còn tồn tại. Cái đó thì mình thừa nhận, mình cũng là một người dành tình yêu cho Liên Xô mà. Và lưu ý các bạn, mình biết ơn nhân dân Liên Xô thì mình cũng biết ơn nhân dân Ukraine các bạn nhé. Ủa, cái gì vậy? À, vua của mình chết, thành ra là giáo hoàng bãi nhiệm vụ. À rồi thôi, coi như đã đem một cái vận may đi các bạn. Lần đầu tiên thấy mất vua mà mình lại gặp may đấy, lại là một cái may, tại vì đức giáo hoàng chỉ đích danh vua của mình. Thì tại sao mình nãy tại sao mình nói là mình lại biết ơn nhân dân Ukraine? Thì ngày xưa Ukraine nó là một phần của Liên Xô, mà những cái gì mình nhận được là trong đó cũng có một phần của nhân dân Ukraine nó gửi cho mình, thì tất nhiên chúng ta vẫn phải biết ơn. À, những bữa nay vào đây nhiều bạn, những cái người thì ủng hộ ủng hộ Nga đánh Ukraine, người nói là Nga làm vậy sai, cãi qua cãi lại Việt Nam mình. Thì mình nói vui vậy nè, giống bây giờ Liên Xô giống như là cha mẹ trong một cái gia đình lớn có nhiều anh em đông con. Thì cha mẹ mất rồi thì chia tài sản. Nói chung cái vụ ra Nga Ukraine theo quan trong mắt mình nó giống như anh em nhà giành tài sản người kế chứ không gì trơn. Ở đó mình nói thật nó là như vậy. Thành ra giờ chúng ta là cái người mà ngày xưa từng nhận cái sự giúp đỡ của bố mẹ người ta, thì bây giờ thấy anh em nhà người ta quánh nhau thì mình phải can. Chứ mình nói là ngày xưa mình với mình nhận cái sự giúp đỡ của ba mẹ họ, mà bây giờ thấy họ đánh nhau mình còn suối thằng anh quýnh thằng em nữa, vậy rõ ràng chúng ta đâu phải bạn tốt đâu, đúng không? Chứ mà chiến tranh thì không có lợi nhân dân hai nước, thành ra chúng ta phải hết sức tránh cái chiến tranh. Còn một khi đã tiến hành chiến tranh là phải tranh nó thật nhanh để mà kết thúc chiến tranh thật nhanh, để mà hạn chế cái thiệt hại mà nhân dân hai nước phải chịu và đạt được cái mục tiêu của mình nhanh nhất có thể, để mà đỡ cái chi phí về mặt quân sự. Các bạn có thể thấy rồi đó, mặc dù là nước Nga chắc chắn sẽ thắng cuộc chiến này, mà ít nhất là cái họ tỷ lệ thắng của họ rất cao, nhưng mà rõ ràng là chiến tranh kéo dài hiện giờ là cũng hơn 6 tháng rồi. Thành ra mà họ như điều đó cho thấy là họ đã chịu rất nhiều cái thiệt hại không đáng có. Nếu như họ không động binh thì có lẽ là thế giới nó cũng không bất ổn như hiện giờ đó. Cái này thì không phải là mình nói nữa mà là Tôn Tử dạy nha các bạn. Chiến tranh kéo dài không có lợi nhân dân hai nước, thành ra là ngồi cao thì chớ cái giấy can qua, còn một khi đã quyết định động binh là phải kết thúc nhanh nhất có thể. 48 thì chắc là khó mở được cửa, biết ngay. Tướng này mình đánh đêm được không ta? Còn thằng này không có khả năng đánh đêm rồi. Ba Lan thì phải lượt nữa mình mới được khóa cảng của nó. Các bạn không? Thành ra mà khi mà mình động binh á, mình đánh rất là chậm. À mà mình được tàu pháo rồi mà từ từ, mình chưa cần phát triển tới tàu pháo. Đây xây cái này trước đi. Thủ đô phải có mấy công trình bự bự vô cho nó kinh khủng. Rồi chỗ này tự nhiên phát triển ruộng thôi, nó bự lên xíu mình lại nâng cấp nhà pháo. Ok, mình chiếm được cái thành này của Đức là nó nghèo luôn ấy, không đùa đâu. Thằng này mà đánh đêm được thì tốt, tại vì nó nếu mà nó đánh đêm không được á thì sẽ rất là phiền cho mình. Vì mình phải đánh với thằng này, mà đánh với thằng này mặc định là mình bị khai trừ dấu tịch luôn. Đó,
để coi Đức làm có ý định làm gì nào. Tây Ban Nha có muốn đặt quan hệ chưa? À chưa, thôi tới chào cũng được. Bấy nhiêu lúc tướng không có đánh đêm phiền nhiều cái lắm. Cái gì đây? À rồi, ok. Khóa cảng liền, mặc dù cái cảng này không quan trọng, là quan trọng lắm với Ba Lan. Cái cảng này là cảng lâu đài, nó là cảng quân sự thôi, chứ không phải cảng kinh tế, khóa thì không có mấy giá trị. Để coi, à rồi, ok. Cho lên giáp vàng được rồi nè. Rồi đây, chúng ta cho lên nhà lính luôn, để chúng ta có gì lính nỏ nữa. Với lại cái lính spear chúng ta tuyển được nhiều nhiều một chút. Rồi đây, xây nhà thờ lên để chúng ta lấy kỵ binh nè. Ở đây thì chỉ như vậy thôi. Ủa nó chạy kìa, không dám đánh quân của mình nè. Ở đây mình mua thêm một lính cho chắc ăn thôi. Rồi thành này chết chắc rồi. Trời, giờ mở cổng luôn, có mỗi thằng tướng giữ thành thì làm sao thắng. Chết đúng một lính các bạn. Rồi thôi, không đồ thành để giáo hoàng không có quạo với mình hả? Cái gì đây? Cho bốn thằng này à, bốn thằng này thôi cũng được, cho nó xuống đây tập hợp. Đúng rồi, thằng đó hiện giờ là thằng lính ngon nhất của mình, tại mình hết lâu đài rồi. Rồi bỏ này đi, mình không cần. Rồi ok, chúng ta mình xây cái lò rèn đi luôn, cho lên giáp vàng. Rồi ở đây hiện giờ mình xây cái một linh mục với gọi một cái thằng điệp viên ra. Thằng này mình cho nó chạy qua đây, ở đây có điệp viên rồi, vậy thì cho nó chạy qua tận đây luôn. Mình không cần phải diệt Ba Lan, nhưng mà mình phải quậy nó các bạn, không cho nó có cơ hội mà nó phát triển. Ở đây lên đây quậy luôn nè. Pháp thì mình quậy khu này thôi, Đức thì giờ mình quậy banh nó banh chạnh rồi. Ồ mà ở đây có thiếu một điệp viên nữa chứ. Thành này khó quậy lắm. Ồ quậy được hả? À, quậy được, quậy. Điệp viên và tiễn thoải mái, sợ gì. Nói chung là dùng báo để chúng ta đánh phía sau lưng đối phương á. Chiến thuật này nó rất hiệu quả, nó giảm cái nguồn lực của đối phương rồi các bạn. Ồ được một tướng, tướng này cũng là tướng quân sự thôi mà thôi cũng được. Gì đây? Nhìn chiến với Ba Lan, ok. Mấy thằng quý tộc này đòi đánh, khổ thiệt. Đến lúc mà tụi quý tộc nó mâu thuẫn với giao hoàng mà thôi, giờ không sao cả, chúng ta đợi tới hết lượt sống gì đâu. Có gì đâu khó. Tại giáo hoàng thì thường tối đa cũng chỉ có 7 lượt hay 8 lượt gì đó thôi. Rồi thôi cũng được, đi vòng vậy mất mát gì đâu, chỉ đừng đánh cái đạo thập tự chinh của Đức là được. Rồi ok, chúng ta xây nhà thờ ở đây. Chỗ này chúng ta xây cái này lên đảm bảo trị an. Chỗ này đang xây cái công trình bự, xây lâu lắm các bạn. Mấy công trình bự nhiều các bạn đôi khi cũng đừng tiếc tiền đầu tư cho nó, tại nó phải mất lâu sau đó nó mới xây xong. Chúng ta có thể cho lúc đó chúng ta đợi, chúng ta đầu tư cái khác cũng được. Với lại đầu tiên cho nó trước để cho nó có gì nó còn xây nhanh. Mình sau nó phồi, nó phải xây nhanh nữa mà là để cho nó được xây trước, thì tới lúc mà chúng ta đầu tư mấy công trình ra rẻ đó thì nó sẽ được đầu tư là nó cùng xong luôn. Chứ còn ví dụ như các bạn đầu tư nó sau, đợi biết chừng nào nó mới xây xong nữa. 6 lượt là lâu lắm đó các bạn, đừng đùa. Chơi phải tính cái nào xây trước, cái nào xây sau nữa, game này nó khó vô đó. Đây, ra đây truyền đạo. Khúc này dần phía đông rồi, hình như sẽ có dân chính thống chánh thống giáo nữa ở đây khá là đông. Vì được Đức là mình cũng hết hơi chứ không đùa đâu. Bây giờ cái điểm này của mình thì lên lại rồi. Ở đây là lệnh coi. Đi thập tự chinh ra Jerusalem thì mình không đi rồi. Hãy coi nào. Ok, vậy là không có cấm đánh Đức. Thật ra tất tại Đức cũng không được lòng giáo hoàng nè, giáo hoàng không cản nó đánh mình đánh nó.
như là giáo hoàng thương thì giáo hoàng mới can thiệp thôi, chứ giáo hoàng không thương thì giáo hoàng bỏ mặc luôn các bạn. Ây da, lại chung vô đây quậy tiếp. Tất nhiên là lâu đài thì khó quậy lắm, nhưng mà chúng ta gây khó khăn cho nó là được. Thành này ở xa quá, mình quậy kiểu này là nó chết. Rồi lên đây gì đâu, đi vòng tới đây, chỗ này nó cũng chưa làm đường nữa mà. Rồi rồi ok, xuống đây gì đâu. Rồi xong, thanh niên này ok ok, chưa xong các bạn. Bây giờ chúng ta lại có vốn nhàn rỗi rất nhiều rồi, xây cái chợ lên đã, chỗ đó sắp đầy dân rồi, chúng ta xây cái chợ ba lượt là được rồi. Phải canh cái lúc mà chúng ta xây vừa xong là nó vừa đầy dân lên mình nâng cấp luôn, chứ không mà để vậy này dễ có loạn lắm. Rồi ok xong, nè viên thủ đô của áo nè, nếu là mã thần thánh là bao gồm cả áo mà các bạn. Mình mua lính bộ binh sao? Ra ở đây thì mình nghĩ là mình mua bộ binh ở đây cũng được, là mình gửi bớt qua bên này để chờ đem cái đạo quân này đi. Thằng này nó mới đánh xong trận mà nó cũng lên nhiều. Với đây tự mua được nữa. Tây Ban Nha vẫn chưa dám đặt quan hệ ngoại giao. Tại mình không đánh Pháp cho nên nó là cái đường thông thương nó không nói. Lần này là mình làm cái công tác thương mại là nó hơi kém một xíu, tại vì cái điều kiện địa lý nó không cho phép mình mở rộng. Mình tuy là cũng có phát triển kinh tế biển nhưng mà nó chỉ nằm trong khu vực Baltic này thôi, nó không có lấn ra bên ngoài được. Tại qua đây mình bị Pháp nó chặn rồi. Eo biển Măng Sơ cũng là do Anh kiểm soát, thành ra Amman với Anh thì không có vấn đề gì, nhưng mà tại phải đi qua cái đường này tàu của Pháp nó chặn, thành ra nãy giờ Tây Ban Nha nó không có dám làm việc với mình. Rồi ok ok, nó thanh niên này lên dân lâu phết, xây mát ruộng luôn rồi đấy. Chỉ có những cái vùng nào mà nó lên dân lâu thì chúng ta mới xây mát ruộng thôi nha các bạn. Rồi sắp thành có tường hết rồi, chỗ này bị đồ thành nhiều quá dân lên không nổi luôn. Rồi thành này dùng biên thì chúng ta ráng chịu một chút. Rồi lượt sau rồi, ok rồi. Thằng này dùng biên thì quân đông tí chả sao, thằng này tại thành nhỏ như đây chịu, là để lượt sau đi lên thành rồi đó mình mới nâng cấp tiếp được. Ở đây cũng dùng biên là mình quậy ba cái thành này của nó cho nó đánh mình. Cái này là một cái pháo đài luôn á, à thủ đô ngay đây luôn hả. Rồi chỗ này là kiên cố lắm á nha, khó đánh lắm á. Rồi đem đám này thôi, để cái đám kỵ binh này ở lại nó giữ nhà cũng được. Xử nó. Rồi thôi tha cho Ba Lan đi các bạn. 4 lượt nữa rồi mình quay về. Ở đây mình đang quậy Ba Lan rồi, nó không đánh Nga được đâu. Nói chung là mình có dùng Nga làm đối trọng mà. Vô mình chưa thấy mặt Nga đâu quá. Ây da, cái này thành này ở đâu? Thành này mà để điệp viên hả? À, thành này để điệp viên thì được, cho nó đem điệp viên qua khúc này mình quậy Ba Lan. Rồi ok ok. Rồi bắt đầu nâng tới nhà thờ để mình hồi cái đám kia lại luôn. Đám kia bên mình lại khỏi cần lính bắn nỏ luôn, cho tính trên kia thủ rồi cho cái thằng
cầm spear nó đứng đó cũng được, chả cần phải lo. Rồi đây chúng ta nâng cái lò rèn lên trước cho nó tự chủ cái giáp đã. Ở đây từ từ. Rồi ok, thành này đem quân đi rồi, để bốn thằng này ở lại thôi. Xuống đây mà đánh. Rồi ở đây mình xây cái nhà thờ lên, gọi lính ra, giảm lại một cái là xong. Điều bớt hai thằng này qua liền cũng được. Đây rồi xong. Thậm chí để thế cao lên cũng chả sợ. Mình gọi lính ra rồi, có kỵ binh đóng mạnh đóng dữ nữa thì không còn phải lo. Mà từ kỵ binh nuôi tốn nhiêu ta, 250 rồi cũng được, không mắc lắm, đủ cũng tương đối thôi. Nó không lo nó bỏ bảo vệ thành, nó chạy đâu là mình đánh hết mấy cái thành này là nó đói nè. 1, 2, 3 cái lâu đài thôi nó nuốt mấy nhiêu tiền rồi. Thằng này chạy vô quậy tiếp cho anh. Quân này toàn quân tinh nhuệ thôi, đánh đâu là chết đó. Thành này thì đông dân lắm, chắc phải đồ thành rồi các bạn. Chứ thành nó mà không đồ thành nó loạn liền á. Mấy cái thành chỉ ít dân thì thôi không đồ thành cũng được, nhưng mà thành 18.000 mấy dân thì chắc chắn phải đồ thành rồi. Mặc dù nó dù là mình với nó có cùng đạo cũng phải đồ thành thôi. Cảm giác mà giờ thấy cái trăm thiền buôn đến mọi miền nè. Hôm bữa hình như là có bạn mình thấy đăng trên cộng đồng Tuyên Quơ là xe cái đường xá xe nó đi nhiều á. Đó là cảm thấy rất là hạnh phúc à. Mình là đi từ thành ra cảng rồi sau đó từ ra chất hàng lên tàu và chở đi. Nói chung là lãnh thổ của chúng ta được kết nối, hệ thống giao thông phát triển là chúng ta thành công rồi các bạn. Rồi ok, có thể nói là mình đang là một vị vua tốt, không hẳn là tốt tuyệt đối, tại vì mình cũng là một cái kẻ hiếu chiến, là nó Viking thì tất nhiên là hiếu chiến rồi, nhưng mà nhìn chung thì mình đem lại quyền lợi cho quốc gia, đem lại cái sự phát triển, cho nên là hầu như thì cũng dân không ghét mình, nói chung chỉ cần dân không ghét mình là được. Rồi ok, một thanh niên này chỗ nào chưa có rồi để chơi. Rồi đây thành mới chiếm nè, cho ảnh qua đây ảnh giữ. Thanh niên này cứ cho ở đây giữ hoàng tử luôn nè, cho ở đây giữ thành để mà chống quân Pháp. Gì đây? Oh, Crusader thành công à. Rồi thập tự chinh thành công, nhưng mà có thành công thì cũng không ở được lâu đâu. Hoàng Ba Lan chiếm được thập tự chinh nên nó chiếm cái thành này nè, chứ đừng có lấn xuống đây, lấn xuống đây là chết chắc luôn á. Mình đề nghị thập tự chinh, không bao giờ mình đề nghị thập tự chinh đó đâu, không khác gì tự sát các bạn. Đây xây chợ búa đồ lên. Đấy mình đánh từ từ mình đánh lần lượt, mình không có đánh gấp các bạn thấy không, nó lợi nhiều cái lắm. Rồi chỗ này bắt đầu xây đường xây xá lên, quân vô đây cũng đủ rồi. Hình như nhà thờ chưa được lên đề ba, không có kỵ binh. Rồi, ok mà chả sao. Rồi ok xử, chưa có mua pháo rồi. Rồi đây hai cái đục can, cái đục thật, hai cái đục cửa với bốn cái thang là xong. Quân này thì không giữ nổi thành đâu. Đồ thành thì hơi tiếc, tòa công trình tốt thôi, nhưng mà giờ không đồ thành thì không được. Chỗ này cũng không cần phải điệp viên, thôi đồ thành đi. Điệp viên này nó hơi bèo, có 32% mà các bạn, thành ra là cũng khó. Tập trung quân ở đây là dở rồi, mặc dù biết là cái thành này địa chiến lược thật đấy, nhưng mà đự giữ quân ở đây thì hở hai thằng này đất bằng dễ công hơn là thằng này khó công. Quân đông ở đây không nhiều giá trị lắm. Nó chơi chứ nãy giờ nó không, nó có thể làm khó mình được, cách nó vây thành của mình nó đánh mình được á, mà chắc tại quân nó bèo quá nó đánh không được, không có tướng chỉ huy luôn mà. Đúng là trăm thuyền buôn đến mọi miền thật, mọi miền tổ quốc thôi nha, chứ không phải đến tất cả những nơi khác. Mình chưa đến được Nga luôn á, trời, chưa có cho sứ giả qua đây, mình không dùng sứ giả. Ở đây có thành nè, ở đây còn một thành nữa nè, mình quậy nó tiếp. Đường dễ đi mà, nói chưa các bạn thấy không, qua đây bắt đầu từ qua đây là cái đô thị nó rất là thưa, ở khúc bên này đô thị rộng, thành ra là mình rất ngại tiến qua bên này dù là phiên bản nào đi nữa,
Napoleon, Empire, Rome 2 hay là Attila gì cũng ngại qua khúc này lắm. Tại thành bên này rất là thưa, rất là khó giữ. Nhiều khi một tỉnh mà ba cái thành nó nằm xa nhau cực kỳ luôn á. Nhưng khi bên này các bạn thấy không, là thành nó nằm gần nhau rất là dễ quýnh mà rất là dễ liên thủ nữa. Thành ra là nó vô đánh Nga, mình hay nói là đánh thổ với Thổ Nhĩ Kỳ, đánh Nga là hai cái hành động hết sức dài dòng. Cái hành động nó không có lợi gì hết trơn á. Có thắng thì đất cũng rất khó giữ. Khó giữ. Cái đó mình nói thật đấy. Tại vì nó nằm quá xa nhau các bạn, nó không có tạo được cái sự liên kết. Ồ, lần này mình là của bên công tác tôn giáo tốt ghê chứ. Là chỉ đâu chết đó luôn, mấy thằng dị giáo là mình chỉ có thể là Viking họ làm cái công tác tôn giáo này nó nặng mạnh tay. Rồi xử thằng này ngay, nổi loạn này bài đặt. Anh chú đùa anh à. Đấy. Đấy, dở rồi, cái thằng nổi loạn đó nó đi. Rồi thôi không sao, để thuế lui về tí cũng được. Ở đây mấy kỵ binh lúc này để đây làm cái gì cho qua đây. Rồi thuế lên tí cũng được. Này cứ từ từ để đây. Rồi xây thêm cái nhà này vô, để hai lính ra nữa là xong. Đồ thành. Rồi thế là lại giàu thôi. Lính này không có hồi được thì chịu. Rồi đây chúng ta đập cái nhà pháo đi, chúng ta xây cái lò rèn lên là xong. Rồi đây ok. Gọi linh mục với điệp viên ra, hàng điệp viên này mình cho đi tiếp. Cứ vậy đó. Cứ thế mà lấn dần thôi. Ba Lan chứ việc nó cũng hơi khó đó. Phải đi dò đường thôi chứ giờ biết nó ở đâu đâu. Thành này của Milan rồi, Đức thì nó đang ở đây. Ngày lên cấp chắc đã luôn, thành ra cực kỳ trung thành, là thêm nhiều cái trai ngon. Có điều khả năng cầm quân kém quá. Rồi quậy đi quậy đi. Có hiệp sĩ ở đó thì cũng bằng thừa thôi. Tại hiệp sĩ nó không có tăng cái trị an các bạn thấy không, thành ra là chủ yếu mình cần cái lính nào của thành thị để mà nó giữ trị an. Này mình quậy đất của Ba Lan te to luôn, tạo điều kiện cho Nga nó phát triển. Rồi hồi mình tặng đất cho Nga cũng được. Đồng minh hả? Không. Mình khuyến khích cái sự phát triển của phe chánh thống giáo lên. À, điệp viên ở đó cũng được. Ok, đình chiến với Đức. Rồi ok, đình chiến là đình chiến. Lại nhét vô thôi, mình phá nó mà. Nó nuôi quân kiểu đó thảo nào nó không phát triển nổi. Rồi ok. Ok ok. Rồi đây hồi xong. Rồi chúng ta sẽ phát triển cái này ở đây để chúng ta có cảng cho hải quân đã. Ít nhất là chúng ta phải có hải quân đời 2, mặc dù giờ thấy nó cũng lỗi thời một chút rồi đấy. Rồi cho bốn người này lui về. Rồi xong. Có tướng giữ thành nữa là ngon. Rồi xong, nâng cái chợ lên. Thiệt hại cũng nặng đó chứ, tại cái đám quân này kia nó đông mà. Nhưng mà nặng là nặng so với bình thường đó chứ, cái kiểu này cũng không nhiều lắm đối với mình hiện giờ. Mình đủ sức để mà kháng cự.
Đạo này ở đây ngon rồi. Đại linh mục ra đây truyền đạo cho tôi. Chỗ này dân theo đạo nhiều rồi thì không lo. Đây thêm một cái thành ở đây nữa. Mình cứ quậy ba lan te tua vậy thôi. Thành này chắc cũng phải hạ thuế lắm rồi mới được vậy. Thành mà không lấy má thuế được nó phiền nhiều cái nữa. Đình chiến với đất hả? Quý tử quý tộc này muốn kiếm thôn. Rồi ok, đình chiến với đất. Giờ mình lại quay đầu qua quýnh Ba Lan. Giáo hoàng khi mình đình chiến với ai thì mình không đánh đó, thì mình đánh thằng khác. Cứ thế thôi. Rồi sau 4 lượt nữa mình đem quân đây đánh cái thành này của Ba Lan là sống gì đâu. Thành này cũng ngon nè. Đánh tạo tầm nhanh tay đánh Ba Lan luôn, lấy 4 kỵ binh ở đây mình đi. Thành này cho spear không cũng được rồi. Qua đánh cái thành này luôn. Thế là mình giàu to. Thành này nhiêu đây? Ồ, 1800 mấy cũng phải đồ thành rồi. Mà nó chơi cái đất mình chiếm toàn mỏ không nha các bạn. Ở đây cũng có mỏ nè, chỗ mình chiếm cũng có mỏ nè. Bữa nay chiến dịch này mình có duyên với mấy cái mỏ ghê vậy đó. Mình cái này là không chuyên về thương mại rồi mà chuyên về khai mỏ các bạn. Hình như cái thành đó là mình hơi dư điệp viên rồi bạn. Đúng rồi, bị lố các bạn. Ở thành của Hungary vậy. Ồ, đất của Hungary luôn rồi. Nhưng mà còn bên này nữa. Cái gì đây? À, thánh chiến Jerusalem, thấy chưa biết mà. Đó các bạn thấy giờ giữ Jerusalem khổ chưa? Đất mình đây mình lo chưa xong còn bị thánh chiến chỗ này bị tụi thánh chiến Hồi giáo nữa, nó đập các bạn lên bờ xuống ruộng luôn. Ở đó mình không thèm đi thập tự chinh là vậy đó, đi thập tự chinh là mình no đòn ngay. Tự nhiên mất quan hệ ngoại giao với Ai Cập và gì làm Thổ Nhĩ Kỳ thằng mốt nó ghét nữa. Trong khi đang có mối làm ăn ngon, ngu cho đi đúng không các bạn. Có lợi đi mới đi thôi chứ không mà đi làm chi. Bất quá rồi, mình hay nói vui là bất quá rồi chúng ta chuyển lại chúng ta thờ thằng Odin làm gì nhau. Giáo hoàng mà tào lao là mình bỏ mình theo thờ mình quay lại mình thờ thần Odin chứ không đùa. Tất nhiên là game này nó không cho cải đạo mình nói thế thôi, nhưng mà ý mình muốn nói là gì, tào lao quá là bỏ tôn giáo luôn cũng còn được mà. Chứ ý làm giáo hoàng ép người ta quá thì ai mà chịu cho nổi. Chùa mình lâu lâu nó bị lỗi bấm một cái nó ra hai cái luôn rồi đây. À, chúng ta có cái này chúng ta hỏi kỵ binh. Điệp viên này cho nó đi khắp nơi luôn các bạn. Thành này chưa được, thành này nó còn bất ổn. Có một cái thành mà nãy có pháo rồi nè, thành này nè mà tại mình chưa nâng cấp được. Pháo này còn bèo quá chưa thèm nâng, ít nhất phải pháo đời 2 bắn nó mới hiệu quả. Rồi cưới hả? Ờ ok cho cưới. Điệp viên mình là tiếng hơi bị xa luôn rồi đấy. Thanh niên này cho dòng lên đây đi. Chưa biết cái thành đó là của nội loạn hay của ai nữa. Ây da. Đất mình đang mở rộng dần dần để coi thái độ của giáo hoàng mình sao. Ghét. Ghét không sao. Đừng đuổi mình đi là được. Rồi xong khóa cái cảng này của Pháp luôn. Láo à. Không cần nuôi gì hải quân trong tập này mà chúng ta vẫn thành công các bạn. À, có thằng này ở đây nữa cũng nguy hiểm mà nha. Rồi ok, ta xây cái nhà thờ ở đây nào. Rồi ở đây chúng ta gọi hàng này ra đi với thêm hàng kỵ binh nữa.
quân thì đa dạng tí cũng được, còn chưa đa dạng được thì cứ spam một loại. Đây thêm hai thằng này spear này nữa vô thủ thành, cứ lấy bộ binh với xạ thủ làm trọng thôi, công thành như vậy. Ở đây xây nhà thờ chỗ này lên, cứ xây nhà thờ đi cho giáo hoàng thấy mình có lòng với đạo. Rồi ok, mua thêm tí quân đắp vô là xong gì đâu, hạ thuế tí cho nó vừa lòng dân. Tiếp diện chỗ này hơi khó nha, là hơi khó cho quân đi, nhưng mà về cơ bản thì vẫn được. Họ chiếm thành này trước, thành này nhét điệp viên vô thôi, cứ nhét điệp viên vô quậy nó, quậy nó te tua luôn. Thành này cũng hình như thành này cũng Nga, thành này chỉ có Ba Lan mình cho vô quậy nè, thành này Nga nó chiếm rồi. Biết bên này thì chắc chắn là thành của Nga, không phải là thành của Ba Lan được, Ba Lan nó cũng hết đất rồi. Mình đầu tư cho một máy tình báo nhiều quá, kệ cái cho đây để có điểm quan sát cũng được. Không mà biết đâu bên này nè Ba Lan nó còn đất cũng còn có thể lắm chứ, mà thôi kệ, chưa tính tới đường đó. Cái cương cãi chỗ này mở rộng đã quá. Rồi ok, một linh mục của mình vì tuổi cao sức yếu mà đã ra đi rồi các bạn. Ây da, thiệt là đau lòng quá đi. Rồi nhưng mà bắt đầu phát triển hải quân khu này, không thể dùng mấy cái long bát được các bạn, cái tàu này đầu không bao giờ có, không bao giờ đáng tin. Rồi đấy, phát triển cái thương cảng lên. Ồ, quân nổi loạn ở đây ghê gớm dữ, ở đây không có linh mục à, vậy phải cho ông này lên xử rồi. Rồi từ tính. Rồi ok, chỗ này chưa phát triển dân số được thêm lượt nữa, muốn mở rộng thành phải có đủ dân, các bạn thấy dân quan trọng chưa. Rồi chỗ này wow, cũng kinh đấy, kéo hết bộ binh đi, tại kỵ binh không đủ thì giờ kỵ binh giữ nhà cho bộ binh đi thôi, tỷ lệ thắng cao hơn. Ô tô là phải có mánh chứ không phải ô tô là cứ đường thuần là bấm đâu. Rồi đây, gọi hai bộ binh này ra nữa là xong, nó là cho nó thủ thành thôi. Rồi đây, ghép quân lại. Rồi đây nâng lên. Rồi bút giáp cho mấy thằng Viking đã, rồi lượt sau mua quân cũng được. Lượt sau là hồi phục được kỵ binh luôn. Ok, không thèm đánh thành luôn, không thèm đánh nó, tướng giỏi đấy nhưng mà không thể cản được anh. Đồ thành tướng giỏi mà quân ít quá thì cũng không thể đánh được mình, nói vô là biết đối phương đang yếu, cứ nhào vô đập nó thôi. Bỏ cái nhà pháo này đi là xong. Rồi sửa chữa tí. Rồi chúng ta xây cái này trước rồi mới xây tới cái lò rèn. Được sau là gọi linh mục đồ ra mà giờ cũng không cần điệp viên nữa. Rồi đây Kiev là chứ không gì chứ, thủ đô của Ukraine đây. Rồi ok, giáo hoàng đang lệnh cho mình là ngưng chiến với Đức thôi, còn Ba Lan thì không, mình ra cứ thoải mái. Ba Lan nó làm sao rồi, giáo hoàng đang ghét mình tại mình đồ thành, thằng Milan đang bị ghét hả, mình đánh Milan luôn cũng được mà tại không có nhu cầu đánh nó, chứ bây giờ muốn đánh Đức thôi mà Milan nó là thế lực gì, thế lực kiềm chế Đức nữa, mình không muốn đánh Milan tí nào luôn á. Đức thì đang sống ở đây nè. Ok,
I will see you brought to justice in an honest battle. Rồi ok, thành này là xong rồi. Lại khóa cảng của mình à. Giờ mình giàu rồi, thành ra cái đó cũng không sao, cái này không cần. Cái khác đi. Rồi quậy tiếp. Cứ như vậy thôi là kinh tế nó đi xuống rồi bạn, tại vì nó buộc phải hạ thuế, nó không có, cái nguồn thu của nó không đủ, không đủ nhiều. Rồi cứ cho linh mục đứng đây đi các bạn. Để có gì chúng ta còn tranh cái quyền chúng ta bỏ phiếu nữa. Ráng lấy lòng giáo hoàng thì mình đỡ khổ hơn thôi. Mà lần này chúng ta làm công tác tôn giáo tốt chứ, chứng tỏ là một loài cái tôn giáo chúng ta tốt, hay là cái pháp luật của chúng ta tốt các bạn. Tại cái này nó liên quan tới cái khả năng thực thi pháp luật nữa. Dị giáo là trái pháp luật mà. À, rồi đây chúng ta nâng cái ruộng lên. Nói chung là tại mấy cái thành này dân nó ít đó, chúng ta nên... nó xây cái ruộng cho nó nâng cấp cái ruộng cho dân nó lên cho nó nhiều. Chứ giờ nó lên chậm quá thì mình cũng phiền. Rồi xong nâng cái nhà lính đây lên. Rồi đem kỵ binh đồ ra đánh rồi, này là đủ rồi. À nó là lính này nó hơi kinh đấy. Rồi vậy gọi mấy con Viking ra, 5 Viking ra chém coi ăn không. Không quýt xuyên giáp không ăn cũng lạ. Kỵ binh đôi khi đi một mình nó mong manh lắm rồi. Rồi đây gọi hai thằng này ra cho nó giữ trị an nào. Rồi chỗ này từ từ. Rồi gọi linh mục ra. Chúng ta cho một linh mục đứng đây truyền đạo luôn. Rồi ok lên đây. Đất này là đất của Nga rồi. Kiev. Kiev đang làm loạn các bạn. Hay hay hay. Ồ, ở đây là thiếu tình báo rồi. Cho một thằng xuống đây chắc tuổi cao sức yếu mà qua đời thôi. Xử nó thôi, mình chưa cần phát triển hải quân vội. Để lát nữa chúng ta có tàu pháo luôn rồi tính. Rồi điệp viên của mình thì lại đang quậy trên đất Pháp. Rồi đó cái này đi, chúng ta cho mình kiếm tiền các bạn, đầu tư các bạn xây thương hội nhiều cho mình. Thành thị là buôn bán mà, cứ xây mấy cái thương hội vô. Ồ, chỗ này mình quậy tăng nát luôn. Để coi giáo hoàng lên, mình thì không được lòng giáo hoàng lắm, nhưng mà ít nhất là giáo hoàng không khai trừ mình, thế là ổn các bạn. Đôi khi chúng ta chỉ cần như đó là đừng đòi hỏi nhiều quá anh ở anh giáo hoàng. Xử nó. Rồi xong, mở cảng ra chúng ta buôn bán tiếp nè. Quay lại chúng ta khóa cái cảng Bouguet này của Pháp. Đây điệp viên cứ tự đi xuống, cái đường đi của điệp viên nó khá là dài, nên các bạn tương đối dễ điều khiển. Chứ một số cái thằng điệp đặc vụ ấy, cái đường đi nó khá là ngắn. Phạm vi di chuyển của nó đó thành ra là nhiều lúc mình cũng phiền nhiều cái. Rồi đây đây. Rồi ok. Chỗ này cái thằng đó, nó cứ đứng đây thoải mái, mình có thằng đặc vụ tướng nào ở đây đâu sợ. Đây toàn bộ binh không chứ. À thằng này đứng gần hả? Đứng gần quýnh. Quân chú nhiều rồi đặt, bài đặt quýnh quân anh. Chết 29 thằng. Toàn nông dân không. Chắc là nông dân mộ đạo đây mà. Thôi được rồi, trở lại thành, đợi nó lại gần gần mình đánh. Toàn mấy thanh niên mộ đạo không một bài đặt. Rồi giờ tới cái lò rèn. Cái thành thôn này không đánh thì mình cũng phiền cái tụi quý tộc với đùa đâu. Rồi ok, lượt sau mình dẫn lượt này luôn đi. Thành này đi được mà. Rồi lên đánh thành này nhanh. Nó dẫn xanh luôn, mình đồ giá trị của đồ thành đấy.
chơi tiếp các bạn. Rồi Tây Ban Nha chấp nhận rồi, đã biết ngay mà. Ok, 88 đồng mở lấy bản đồ, sướng quá. Còn gì, Tây Ban Nha nó diệt được mốt rồi các bạn, hoặc là gần được chứ chưa được. Thằng này bài đặt vây thành à, thủ đô của nó mà nó quyết lấy lại phải rồi. Đồng hồ được phát minh à, hay đấy. Rồi xong, mở được bản đồ ra. Thành này kia ép thành thành nổi loạn rồi, biết ngay mà. Rồi thôi mình đi. Ba Lan còn thành đây nè, mình vui ở đây. Bán đảo Crum mình quậy tiếp các bạn. Rồi ở cơ ở đây à, vấn đề này thôi các bạn. Rồi thêm tí quân vô vậy cho nó an toàn, không là lại có loạn nữa thì phiền. Giảm thuế giờ thì không ổn lắm, tại dân nó tăng lên là mình mệt đấy. Rồi xây nhà thờ lên nào cho giáo hoàng thấy mình có lòng coi. Rồi anh niên này thì xuống đây. Bỏ thằng này đã, khoan. Rồi ok, cái này tướng dẫn thì kỵ binh đi đàn áp là được rồi. Mấy thằng cuồng bắp này cho tướng cầm kỵ binh đi đàn áp được. Đó các bạn biết không, tất cả là mạnh hết á, biết nhớ thằng nào yếu thằng nào mạnh, nó cách đánh nó khác nhau nữa. Rồi xong, hồi kỵ binh lại là xong. Chỗ này không cần quá nhiều quân đâu, giảm bớt đi cho đỡ tốn tiền nuôi. Rồi chỗ này ổn, chỗ này ổn, thêm một lính ở đây nữa cho chắc ăn. Ở đây là thừa tướng à, thì cho qua đây. Thằng này vô đây. Rồi xong, có giáp vàng rồi luôn rồi, sợ gì nữa. Đây thằng này đánh luôn, thằng này bài đặt quýnh mình. Chú nghĩ chú là ai? Toàn nông dân không. Cái lâu đài này nó có cơ sở tuyển quân ngon nhưng mà nó toàn nông dân thôi, nó toàn lấy mấy thằng này ra quýnh mình, làm sao quýnh lại. Này Ba Lan hay là Bretonnia đây cầm toàn lính nông dân. Còn mấy anh đang đi kè ruộng tự nhiên được phát vũ khí bắt đi lính, tội nghiệp ghê không. Bỏ thành này, bỏ thành này lượt sao cho đi đi ra mà chạy ở đây lại. Mình quậy mất cái Kiev của Ba Lan rồi. Mình quậy ác thiệt. Rồi vàng lại là tốt. Chẳng qua dân đông quá phải thêm lực lượng an ninh nữa các bạn. Mấy thằng lính nó coi như nó kiêm nhiệm vụ cảnh sát luôn á. Ây da, đen nữa hả? Nó xanh nữa hả? À, thôi chịu rồi. Gì đây? À, đình chiến xong rồi. Ok, một thằng điệp viên ở đây. Ở đây cũng xong rồi, xong. 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 Ok, nhà thờ dựng lên. Điệp viên vô đây. Rồi xong, chưa đánh mà cứ để đó. Ok, ok. Ok. Thành này thì ok, do đang cần người nâng cái này lên trước đã là tính. Rồi ok, hai thằng này với thằng này. Mình không đánh Hungary ra, mình không nhét điệp đặc vụ vô cái thành của nó. Rồi gọi thêm kỵ binh lên nữa. Ok luôn, thành lớn mà, đánh mạnh vào. Rồi ok. Đó mình cứ lấy kỵ binh này đi thôi, ở đây chủ yếu mình lấy hàng đặc vụ này mình đi xuống nè, quậy tiếp. Nga thì không cần quậy, chỉ cần đảm bảo là mở cái thành ra thôi. Thành này cũng đang có loạn nè. Chiến thuật dùng tình báo của mình lợi hại thật cái chứ. Mất thủ đô, à không, này chỉ là cái pháo đài lớn thôi chứ không phải thủ đô.
Mình thì không cần pháo đài, tại vì quân mình ở thành nó đã mạnh sẵn rồi. Đan Mạch quân nó mạnh lắm, nó Viking mà đùa đâu. Điệp viên của mình cũng đa phần chết già không mà chứ không phải bị phát hiện là chết. Thằng Milan này nó đang cố gắng đồng minh với mình nhưng mà mình không thể đồng minh với nó để tránh bị ghét, nhưng mà mình cũng sẽ không tấn công nó. Vì nhìn chung thì nó đang là một cái đối trọng với Đức. Mình sử dụng nó như là đối trọng của Đức thôi. Ồ, sứ giả già quá chết tội nghiệp. Rồi ok. Rồi xây nhà thờ lên. Giáo hoàng ơi, anh thấy rõ rồi nha, em rất có lòng với đạo luôn, em xây nhà thờ quá trời quá đất luôn á nha. Anh xem lại cách anh nhìn nhận với em đi, chứ em mộ đạo lắm á. Cái thanh này tòa spear mạnh không? Rồi ok, phát triển chính quyền dân sự lên. Rồi ở đây có phải không? Sử. Ồ, quýnh đầu trắng đó ta ơi. Đã thiệt. Ok. Đấy, nhà thờ lại lên thôi. Xây nhà thờ có kỵ binh mà ngu sao không xây đó các bạn. Cứ xây kỵ binh để lên là có kỵ binh xịn để dùng rồi. Xử nó. Rồi cho thằng này vô luôn. Rồi đó, quân ta cực kỳ đông đảo và thiện chiến. Rồi đây, nâng lên. Ha ha. Ủa, hàng điệp viên mình đây làm tưởng nó chết già. Rồi xong. Xong Ba Lan rồi. Ủa, điệp viên này chết già thật. Rồi ok, mà khoan, nếu vậy thì mình lại gọi một thằng điệp viên của mình đây đi. Qua đây, Ba Lan còn thành đây nè, quậy nó cho anh. Ở bên này thì gọi một linh mục ra rồi đúng không? Ở đây cũng có linh mục. Rồi ok, hầu như thành nào không có linh mục. Mà không có cũng sao, đất đây toàn đất của Thiên Chúa Giáo, không sợ gì. Thủ đô không có nè. Mà thôi kệ nó, gọi ra đi cho vui. Mi Lăng bà đặt quậy mình mà không có giá trị luôn. Quân mình đó trị an quá tốt, nó không quậy được. Còn cướp biển phá mình. Cái gì đây? Rồi xong, Jerusalem thất thủ. Giáo hoàng chắc cũng khóc rồi. Mình nói rồi mà, không giữ nổi Jerusalem đâu, đừng có ham gì thập tự chinh. Thập tự chinh là chết đấy. Rồi tình hình không có gì biến đổi, chỉ có điều là lãnh thổ của mình mở rộng ra thêm thôi. Đất này tiếp tục loạn. Rồi chắc khả năng cao là Ba Lan mất luôn cái thành này. Này là cái gì đây? Ở mấy thằng tào lao này hả? Để thử gọi mấy thằng này ra đàn áp thôi. Rồi lần này mình trực tiếp cầm quân chứ không các bạn, nói mình vô chiến dịch mình không có đánh Butter. Rồi để ok, mấy trận Butter nhỏ nhỏ mình đánh gì đâu. Mấy trận này chắc cú là có khả năng thắng thì mình đánh. Mấy trận này để thua nữa thì chắc là nhục lắm. Rồi ok, chưa mát giáp mà thôi cũng được, đi luôn. Rồi ok. Ủi vô luôn. Cầm rêu mà bạn đánh. À không, mấy này cầm cung. Mấy anh cầm cung này chết chắc rồi. Đây, hút vô đây. Mấy anh rượu đây nè. Ê, quay đầu. Bài đặt dí hả? Anh chạy. Rồi, làm gì có đạo quân nào mà chịu được cú sốc từ hai phía đâu. Tướng nó ngay đây nè, nhào vô. À, rồi sao, ô mấy thằng này lì đấy, ép nó lại. À, rồi ok, vậy thế nó phải chịu thôi. Mình có thể thiệt hại nặng một tí tại do mấy thằng Viking nó lì chứ gì trơn á.
Nhưng mà đó là cầm rêu mà đụng kỵ binh là nó cũng chết à. Rồi xong, chết có 14 lính thôi. Hồi được. Dẹp nổi loạn khá là đơn giản chứ. Rồi ok, nâng cái chợ lên nào, thủ đô cũng phải làm ăn cho nó khấm khấm khá vô. Ở đây cũng nâng chợ cho tôi. Ồ, đất này bắt đầu loạn nhiều thế. Ồ, lính xịn, không đánh đổ được đâu. Rồi, nếu đã vậy thì tướng đem vô đây lính đi đàn áp. Ví dụ là đừng đụng đến mấy thằng lính có cái nền xanh các bạn. Còn mấy thằng đem vô đây lính là cũng đủ đánh rồi, tướng mình giỏi mà. Như là tùy hơn tướng nó giỏi hay dở rồi cho nó cầm quân bao nhiêu nữa. Bù vô, không chết nữa. Đây là chưa có nỏ đúng không? Rồi mua thêm hai cầm nỏ vô là xong. Có gì còn bắn ở trên thành bắn xuống. Rồi nhà thờ xây lên. Ha ha. Rồi ok, xây cái tòa thị chính lên. Ok, ok. Để coi, mà nãy hình giờ mình như là quên mất mấy ông thầy tu rồi phải. Đây, một ông ra đây. Thủ đô cũng có phải có một ông. Rồi ok, Krakow đã yên. Thành này cũng yên, yên, yên. Rồi tha. Ồ, quyết tâm thủ thành ghê ha. Dí thằng này quýnh trước đã. Đập chết hết tướng nó luôn. Rồi yeah, về thành. Ok, mình chưa công được thành nhưng thôi cũng không sao. Đến thuê tùy hay để xem có cần không. Đến toàn nông dân không này. Ồ mà đôi cái AI nó hắc nha các bạn không. Rõ ràng mình được tới đa 20 unit trong một thành, một quân đoàn thôi. Nó nhiều khi nó tăng cái số đó hơn luôn. Mình bó tay ăn gian và cố luôn. Thành Riga tiếp tục quậy. Mà thành như thành này là thủ đô hay sao á. Nó không loạn được. Thành này loạn khó thì đúng rồi. Mình đang không có vấn đề gì với Đức. Đức nó đang dần phải nhả bớt quân rồi. Nó không có đủ tiền để nó nuôi. Tội nghiệp. Mình bóp kinh tế nó kinh quá mà. Linh mục của mình đứng khắp nơi luôn. Thành này mở cửa được nhiêu? 48 hồi ít chắc khó mở được. Rồi ok, tập này mình nghĩ tới đây là cũng đẹp rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.